trẻ em Mỹ cần có trước khi đi nhà trẻ. Xin chào các cha mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trẻ em Mỹ trước khi đi nhà trẻ, nghĩa là lúc trẻ 24 đến 36 tháng tuổi, cần phải có những kỹ năng gì? Thứ nhất, trẻ biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt nhu cầu cơ bản. Ví dụ, trẻ biết tên của mình, biết tên bố mẹ, biết nói thể hiện nhu cầu đói, no, mệt, buồn ngủ, muốn đi vệ sinh. Thứ hai, trẻ cần biết đọc cảm xúc cơ bản của cô và của bạn. Trẻ biết thế nào là mình bị đau, bạn bị đau, bạn đang vui hay bạn đang buồn, để từ đó có thể tương tác cùng với bạn. Thứ ba, trẻ biết tự chăm sóc bản thân. Ví dụ, trẻ biết tự mặc áo khoác, cởi áo khoác, tự biết xúc ăn, tự đi giày dép, biết túi đồ nào là của mình. Và trẻ biết ngồi lên bồn cầu đi vệ sinh và gọi giáo viên giúp đỡ khi có nhu cầu cá nhân. Thứ tư, trẻ có khả năng chú ý và chơi độc lập. Ví dụ, trẻ biết lắng nghe, biết ngồi nghe cô giáo kể chuyện ở mức tương đối. Và khi xa cha mẹ vài tiếng đồng hồ, trẻ không quá buồn, không khóc là mầm mĩ. Thứ năm, trẻ cần biết đợi đến lượt chơi và chia sẻ đồ chơi với các bạn. Đây là một kỹ năng vô cùng cần thiết giúp trẻ cảm thấy vui vẻ khi ở trường và kết bạn được với các bạn bè. Thứ sáu, trẻ biết đếm từ 1 đến 5, nhận biết được một số hình cơ bản như hình vuông và hình tròn. Nhận biết được cái hình này sẽ giúp trẻ nghe được hiệu lệnh của giáo viên và tham gia hoạt động nhóm với các bạn trong lớp. Trẻ biết cầm, biết sử dụng bút sáp để vẽ. Trẻ nhận biết được một số màu sắc cơ bản. Điều này sẽ giúp trẻ hứng thú hơn với các môn nghệ thuật, ba mẹ ạ. Chúng tôi hy vọng clip này sẽ giúp các cha mẹ hiểu hơn về các kỹ năng mà trẻ em Mỹ cần có trước khi đi nhà trẻ. Trẻ em Việt Nam cũng cần có các kỹ năng tương tự. Cha mẹ hãy huấn luyện sớm cho con để bé hòa nhập, vui thích trong mỗi ngày ở trường. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy theo dõi kênh Hành Trình Đầu Đời để học cách làm cha mẹ tích cực. Và hãy chia sẻ rộng rãi tới cộng đồng để các cha mẹ khác cùng biết để hướng dẫn cho con. Xin cảm ơn.